Hai bạn nhỏ thành thật khai báo hôm nay ở nhà ai lấy đồ ra ăn à? Con nhìn xem ăn bày nhia ra nhà rồi nôn ra cả đây đó hả? Ai không nói gì à? Không nói gì mẹ gọi điện cho bác sĩ nhá, gọi bác sĩ đến khám nhá. Hả? Sao có thành thật khai không? À chứ bảo con lại làm gì à? Sanea chặn Sanea lấy đồ đấy ăn. Cá rồi thịt khô ăn nhiều quá là bị nôn ra đúng không? Ăn rồi bị nôn ra đấy. Rồi mẹ biết đây cả nhà ơi, cái này này, đây là cái thuốc điều trị cho đây này. Ăn linh tinh này, ăn nhiều quá này, xong rồi bị nôn, rồi bị đau bụng đi ngoài đấy cả nhà. Uống chỉ một vài gói này là ok rồi nha cả nhà. Nhỏ thường hay thích ăn đồ linh tinh cho nên hay bị như này cả nhà.